Thật sự cái trận vừa rồi, cái trận trước đó là cái trận thua 1-0 trên sân của Indonesia là ổng bị chỉ trích rất nhiều. Và ổng hầu như là ổng bị phản ánh, ủa gọi là phản đối tới 80% số người. Nhưng mà ổng vẫn làm tiếp được trận đấu này. Là người ta chịu được áp lực, người ta không để ý nhiều. Người ta không để ý nhiều về cái trường hợp gây áp lực. Nhưng mà kết quả thì sao? Kết quả thì trận này thua 0-3. Kết quả là ổng không nghe ai và ổng không để ý tới ai, ổng không nghe ý kiến của ai và ổng vẫn giữ cái quan điểm của ổng và là bảo thủ như vậy. Thì kết quả là sao? Kết quả là 0-3 nghiêng về Indonesia. Sân nhà 0-3 mới đau. Đúng, đau. Thật sự đau. Nhập Davidson vô thì nói làm gì? Đau. Rất đau anh em ạ. Khi mà thi đấu trên sân nhà. Hồi nãy bình luận viên có nói á, là 20 năm rồi đội tuyển quốc gia Việt Nam mới thua đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình. Là 20 năm trước á, đã thua 0-3. 20 năm sau vẫn thua 0-3. Chắc đầu á thì họ còn bình luận một câu là ừ hên quá, trận này mình chỉ thua 0-2 thôi. Có tiến bộ so với hơn 20 năm trước. Nhưng mà gần hết giờ rồi, bình luận viên mới nói một câu: mày thật sự mày bằng trình độ 20 năm trước rồi, là thua 0-3. Còn một phút Việt Nam cầm bóng mà bình luận viên bình luận một câu: anh Tài ơi, anh làm ơn anh hỏi hết giờ giùm em đi anh Tài, em thật sự em nản lắm rồi. Trời ơi, bình luận viên là những người gọi là làm công ăn lương và họ bình luận về những trận đấu, nhưng mà họ còn thốt ra được một câu như vậy thì khán giả coi thì cái cảm giác của họ phải làm sao mọi người? Hết rồi nha mọi người, hết cơ hội đi tiếp rồi nha, đúng không? Khán giả mà họ, ủa, bình luận viên mà họ là người gọi là cố lắm luôn á, họ là vì công việc của họ, họ phải nói làm sao để cho có sự cố gắng hay là có động lực để khán giả người ta coi. Mà bình luận viên mà nói là câu anh Tài làm ơn anh hỏi hết giờ giùm em cái anh Tài ơi, là nản không muốn bình luận nữa. Trời ơi trời, cái gì vậy? Đá mà đấm mà chưa bao giờ tôi thấy đá đấm được như vậy anh em ạ. À.